Xin chào các bạn. Hôm nay Quốc muốn làm cái phóng sự là ở bên Mỹ các bạn, khi mà giống như mình có quần áo giày dép đó thì cũ á mình không muốn dùng nữa, cũ hay mới gì mình không muốn dùng nữa, thì các bạn thì họ có những cái thùng, họ có những cái thùng gần ở nhà mình khắp nơi hết đó, để mình đi tới đó mình bỏ vô mình làm từ thiện. Thì trên những cái thùng này có đôi khi các bạn thấy nhiều hãng lắm, người ta lấy những cái đồ của mình, người ta đem về, người ta lựa, người ta treo lên bán trong mấy cái tiệm đồ cũ, hay là người ta xuất khẩu qua mấy cái nước mà gọi là bán đồ sida đồ đó các bạn. Thì đại khái những cái người này là người ta kinh doanh, nhưng mà người ta khi mà người ta thu cái lợi nhuận vô thì người ta chia phần trăm cho hội từ thiện. Và đại khái Quốc nói ví dụ gì đi, khi mà người ta lấy những cái đồ quần áo giày dép người ta đem đi bán đó, thì thí dụ như người ta lời được 10 đô thì người ta bỏ vô có khoảng 2 đô cho hội từ thiện. Thì ở trước mặt mình là nó có hai cái thùng nè các bạn, hai cái thùng đó. Thì hai cái thùng này á, nếu mà mình có quần áo giày dép đó mình muốn cho đó, mình đi tới đây mình quăng vô cái thùng này, thì ở đây người ta có hướng dẫn nè, người ta nói nếu mà mình cái chữ này nó nói á, nếu mà mình có đem lại đây cho đó, mình đừng có để ngoài cái thùng mà mình nên liệng vô cái thùng đó. Cái thùng nó ở đây nè các bạn, đó thùng nó ở đây, ở trên đây nó có cái quai cầm nè, mình kéo xuống rồi mình bỏ đồ vô đó. Hai cái thùng này chắc có thể nếu mà một cái thùng đầy quá đó thì mình bỏ cái thùng kế bên, thì ở bên hông họ có để nè chữ Mỹ nè, quần áo với lại giày dép đó. Thì bây giờ Quốc giải thích cho các bạn tại sao mà người Mỹ họ có nhiều cái thùng này ở khắp mọi nơi trên toàn quốc. Nó là như vậy các bạn, ở bên Mỹ quần áo người ta bán rẻ lắm mà nó chất lượng hơn ở bên Việt Nam nhiều. Thí dụ như bây giờ là hiện bây giờ nhà của Quốc đó là mấy cái hãng mà các bạn thấy ở Việt Nam mà đồ Gap đồ không, mấy đó mấy cái đồ Gap đồ hay là những cái Nike đó, là người ta cho người dân Mỹ người ta cho người dân Mỹ dây tiền mua trả góp, người ta cấp cho các cạc 2-3 ngàn đô, 3-4 ngàn đô, 5-3 ngàn đô tùy theo, có người có 20-30 ngàn luôn các bạn. Thì mình dùng cái cạc này nè, cái cạc này nó không phải là cái thẻ tín dụng, mà là thí dụ như cái thằng bán quần áo Gap đi, thì nó cấp cái thẻ của nó cho mình, thì nó đưa cho mình trả góp, là trong cái thẻ nó để là mình được xài tối đa là 2.000 đô, 3.000 đô, nói đại khái ví dụ vậy đó. Đó thì dân Mỹ ai cũng có, mình nói thiệt chứ dân Mỹ là trung bình là từ 5-6-7 cái cạc mà xài không hết. Thì á cái bắt đầu các bạn biết sao không, cái dài 3 tháng á, cái người ta mặc cái quần áo đó chán rồi. Nhiều khi mua về, hiện bây giờ Quốc không phải nói kiểu như giọng chảnh cho nhà của Quốc hả, mua đồ quần jean đồ quá chừng nhiều luôn mà quăng chưa xé mạc nữa mà không có mặc. Tại vì các bạn biết sao, như Quốc đã nói nó rẻ quá, rồi mình mua trả góp nữa, mình đâu có tâm lý mà mình đâu có bỏ cái tiền mặt ra đâu. Mà ở đây ở bên Mỹ nó có cái loại mà quần áo mà nó gọi là outlet đó các bạn. Outlet cứ nghĩa là sao, có nghĩa là thí dụ như bây giờ các bạn thích một cái đồng hồ Rolex phải không, mà ở bên đây người ta sản xuất ra một cái outlet nữa. Outlet nó là như thế nào, là giống như cái sản phẩm Rolex đó đó, mà cái đời đó đó, cái màu xanh màu gì đó nó bán ế quá, màu vàng gì đó, ở trên thế giới người ta không thích, thì nó thảy vô cái khu đó nó bán cho mình là 50% các bạn đó, 50% đại khái gì đó. Cái tâm lý mà các bạn, cái người ta thấy rẻ quá, người ta nói wow, ở Việt Nam mua cái đồng hồ Rolex này 700-800 triệu, mẹ ở đây có 300 triệu, 200 triệu, mua tội gì không mua đó, các bạn thấy không. Là nó tiếng Mỹ nó gọi cái đó là outlet. Outlet là
nó cũng là đồ hiệu, nhưng mà tại sao nó bán rẻ? Nó bán rẻ là tại vì cái khi mà cái người mà thiết kế ra cái quần cái áo đó đó các bạn, nó bán không có chạy. Không có chạy bây giờ thì cái người ta đâu có thể để cái tồn kho được. Người ta phải cần những cái nơi đó người ta treo đồ lên người ta bán. Đó thì lý do tại sao mà ở bên Mỹ người ta vài ba tháng là người ta đi đem đi giục quần áo mới. Bây giờ Quốc sẽ cho các bạn thấy nè. Ở đây Quốc có hai cái bục đồ nè để Quốc luyện vô cho người ta nè. Đó. Cái bục đồ đó. Ok, bây giờ Quốc xách xách hai cái bọc đồ này đi tới cái thùng này nè, Quốc liện vô. Mấy cái đồ này á các bạn, không phải là Quốc mặc cũ mà không có mặc các bạn. Đó. Để mở ra cho các bạn coi, nó đồ nó mới lắm. Đó, mấy cái bọc của Gap đó các bạn thấy không? Nè, cho các bạn coi nè, đồ đồ mới lắm các bạn. Không có bị rách bị gì hết á. Mà cái áo này các bạn biết hiệu gì không? Hiệu CK á, CK thiệt á, ở Mỹ á các bạn. Hai cái bọc này nè. Chuẩn bị dục cái vô cái thùng đó đó. Mới lắm các bạn. Không có bị rách gì hết á, không có mặt chặt rồi, đồ nhiều quá. Cái này mới toanh luôn nè. Này hiệu Gáp các bạn. Để Quốc đổ ra cho các bạn coi đồ tốt không à. Nè, các bạn thấy không? Chưa chưa xé mạt nữa nè. Đó. Còn người nguyên đó đó. Đó các bạn thấy không? Đó. Chưa xé mạt nữa đó. Nè, áo của đồ của bà xã mình nè, đồ tốt không nè. Đó thì Quốc Quốc phóng sự cho các bạn xem đó là tại sao mà Quốc bỏ mấy cái đồ này, không phải riêng là Quốc nha các bạn, mà dân Mỹ ở bên đây á, là hầu như á, là người ta cũng giống như Quốc vậy đó. Đồ quá rẻ mà mình mua trả góp mà. Đó, bây giờ kéo cái thùng này xuống giục nó vô. Đồ mới mới không à. Áo đẹp luôn nè. Bỏ nó vô đây. Trong đây nè, đồ. Ồ, có cái này CK nè. Nè. Đó các bạn thấy không? Hàng CK nè. Chưa xé mạt nữa nè. Cái này ở bên này nó bán 30 đô la, 40 đô la các bạn. 40 đô la. Đồ mới mới không à. Mà các bạn á, ở bên Việt Nam các bạn xem á, các bạn tiếc phải không? Đừng có tiếc các bạn ơi. Tại vì ở bên đây, ở bên Mỹ là như vậy đó các bạn. Không phải riêng gia đình của mình đâu. Thấy không? Cái áo mới đẹp quá các bạn thấy không? Đồ xịn không à. Thì
Quốc vừa chia sẻ với các bạn như vậy đó. Tại vì ở bên Mỹ á các bạn, đời sống nó sung túc sung sướng quá.